Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Pèo. Và ngày hôm nay là Mèo Pèo vừa mới coi bóng đá xong các bạn ạ. Trời ơi, Việt Nam thắng Campuchia 4-0 luôn. Và hiện tại là 9 giờ tối đây. Đó, Mèo Pèo vừa coi bóng đá xong là chạy vào ngay Minua để quay video cho các bạn coi các bạn ạ. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến một thử thách cho Minua. Đó là chúng ta sẽ làm gì với 10 triệu máu các bạn nhá. Có thể thấy không? Hiện tại là Mèo Pèo đang có 10 triệu máu các bạn ạ. Ok, thì trước khi vào video, các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ video cho bè, đừng quên nhấn vào cái đăng ký để cho đăng ký ủng hộ Mèo Pèo các bạn nhé. Và bạn nào là fan của Mèo Pèo và yêu quý Mèo Pèo thì đừng quên bỏ ra vài giây xem quảng cáo và bấm quảng cáo ủng hộ Mèo Pèo một gói mì tôm các bạn nhá. Ok, alo anh em ơi, alo anh em ơi, trời ơi, anh em ơi, anh em có bao nhiêu máu, anh em giết đi, anh em giết Mèo Pèo hộ cái nào, anh em giết Mèo Pèo hộ cái, trời ơi. Anh nói thật đấy, bây giờ cả phòng cùng bắn anh ấy, bắn đến năm sau luôn, bắn đến năm sau cũng không hết các bạn ạ. Mèo Pèo hiện tại đang có 100 triệu máu. Vâng, các bạn không nhìn đầm đâu. 100 triệu máu các bạn nhá. Mèo Pèo hiện tại đang có 100 triệu máu các bạn ạ. Đây, đây anh em đánh đi, anh em đánh tôi đi. 100 triệu máu. Trời ơi, 100 triệu máu thì bắn đến sáng mai các bạn ơi. Bắn đến năm sau chứ, bắn đến năm sau các bạn ạ. Thực sự là bắn đến năm sau cũng chả chết đâu. Đó. Không có vũ khí á. Trời ơi, cần thì vũ khí em ơi. 100 triệu máu thì chết thì quái được. Vòng bo khép kiểu từ từ. Anh em cẩn thận nhá, vòng bo đang khép này. Anh em mà chú ý vòng bo đang khép nhá. Ồ, rồi anh em bắn đi. Trời ơi, không thể tin được bạn ấy làm cái map này tận 100 triệu máu các bạn ạ. Nhưng mà mình ước gì là bạn ấy trang trí thêm xung quanh nữa thì vui hơn đấy. Đó. Ơ, hình như đây có chữ gì ấy? Ơ, có chữ Mèo Pèo các bạn ơi. Ơi, từ mấy đứa ơi. Ơ, có chữ Mèo Pèo này đúng không nhỉ? Đúng không? Ơ, đúng rồi, có chữ Mèo Pèo này. MEOWPEO đúng rồi này. Ui, có chữ Mèo Pèo các bạn ơi, hợp lý luôn. Wow. Hình như cái map này bạn chủ map tặng mình thì phải. Đây cái chữ gì ấy? Chưa chữ gì ấy? Từ nha. Hơi khó nhìn các bạn. Ôi, lag quá, hơi lag quá các bạn ơi. Chưa chữ gì ấy? YouTube. À, chữ YouTube Mèo Pèo, YouTuber Mèo Pèo. Ok. YouTube là YouTuber đấy. YouTube các bạn, YouTube ơi. Không có bơ đâu. YouTube Mèo Pèo các bạn ạ. Ui, được của nó các bạn ơi. 100 triệu máu các bạn nhá. Con map này chúng ta có 100 triệu máu các bạn ạ. Wow. Và cái vòng bo đang khép kìa, anh em vào bo đi. Anh em di chuyển vào bo dần đi. Thôi. Ước gì các bạn trang trí thêm một chút nữa đẹp. Cho thêm nhà cửa xung quanh nữa là đẹp. Lạnh quá, sợ thực sự luôn. Mèo Pèo đây ở Hà Nội buổi đêm nhá các bạn ơi. Ở Hà Nội buổi đêm có 7 độ, 8 độ thôi đấy. Ở Hà Nội buổi đêm này dưới 10 độ luôn các bạn ạ. Dưới 10 độ luôn mà các ông tôi còn chưa kêu lạnh thì thôi. Các ông kêu lạnh cái gì? Ôi, ở khu vực các bạn là lạnh bao nhiêu độ thì đừng quên là để lại bình luận phía dưới nhá. Hiện tại là ở khu vực Hà Nội ấy, là vào lúc buổi đêm nhá. Và buổi đêm mà tầm khoảng 8 độ các bạn đúng không? Tầm khoảng 8 đến 9 độ thôi. Có lúc là 7 độ các bạn ạ. Đó. Ở khu vực các bạn là lạnh bao nhiêu độ thì đừng quên là để lại bình luận phía dưới nhá. Trời ơi, cái map này như hơi lag hay phải. Không biết là do cái game này lag hay là do cái map này nó lag đây. Chắc là vòng bò đang khép các bạn ạ. Bắn còn chết đâu em ơi. À đúng rồi. Bạn nào mà đã coi xong cái trận đấu bóng đá giữa Việt Nam và Campuchia thì đừng quên để lại bình luận phía 1 nhá. Đấy, Mèo Pèo vừa coi xong cái là vào quay video luôn các bạn ạ. Đấy, không anh em là kêu ô chết mà lag ấy nhở. Anh em thấy lag không nhở? Mấy đứa có thấy lag không chứ anh thấy lag quá. Anh em bình tĩnh là đừng bắn nhau nhiều nữa. À hình như mình đã để tầm nhìn cao quá hay phải đâu. Từ từ nào. Ơi, không biết là do cái map này lag hay là do mạng. Chắc mình nghĩ không phải do mạng đâu các bạn ạ. Bởi vì ủi, mình nghĩ có lag chứ. À vậy là cái map này lag các bạn ơi. Vậy là do cái map này lag. Nhưng mà cái map này đâu có trigger nhiều nhỉ. Map này có trigger gì nhiều đâu. Mình thấy cái map này chỉ có máu nhiều mà. Ôi, vậy là máu nhiều cũng gây dần lag các bạn ơi. Bây giờ mình biết đấy. Máu nhiều cũng gây dần lag hay sao. Hay chắc là do vòng bo này. Với cả thời gian vô hạn này khi nào mới xong. Mình nghĩ là chủ map nên trang trí thêm là cộng nên giới hạn thời gian nhá, tầm khoảng cho 10 phút thôi. Đó, tầm đấy. Ái chả để có bắn. Ô, ông này ít máu vậy. Mày thấy ít máu vậy? Ô, mình tưởng 100 triệu máu chứ, sao bắn phát chết luôn kìa? Hỏi chấm. Ơ, thanh niên kia hacker này, sao bắn cái chết luôn vậy? Anh tưởng phải có 100 triệu máu mà sao bắn phát chết vậy các bạn ơi? Ôi, Mèo Pèo bây giờ vẫn còn 999.933.668 đấy. Nói chung là anh em cứ bắn thoải mái, chung là số to quá các bạn ạ. Số to quá, ông chả biết đọc như nào mới đúng nữa. Có 100 máu á, sao 100 máu? À, anh có 100 triệu máu này, 100 triệu máu nữa. Mèo Pèo 100 triệu máu này, trời ơi, sao giờ có 100 máu như nào các bạn ơi? Chết mới đầy máu à? À, thì ra là thế các bạn ạ. Ôi, bắn hết đạn cũng chẳng chết đâu các em ơi. Anh em đâu tập trung đánh Mèo Pèo đấy, 100 triệu máu khi nào mới chết các bạn ạ. Ui, chắc là do cái map này hơi lag thật đấy. Ê, mấy đứa có bị lag không nhỉ? Ở đây có ông này bị lag không? Chứ anh thấy đang chơi cứ giật này. Ở mấy đứa có bị lag không nhỉ? Hay là do, chắc mình nghĩ là do map đúng không? Chứ hôm qua mình chơi rất bình thường mà nhở. Ờ, em cũng bị giật. À, thế à? Thì chắc là do cái map này lag rồi. Bây giờ mình biết là máu nhiều cũng bị lag các bạn ạ.
mình nghĩ là không phải do vòng bo đâu. Ô, có mấy bạn kia chưa vào bo kìa. Anh em đâu vào bo đây anh em ơi. Vào bo đi, vào bo đi, vào bo. Anh ở ngoài trong bo này. Nhìn trên bản đồ ấy mấy đứa, nhìn trên bản đồ này. Tọa độ là 17337 nhá. 17337. Ôi vòng bo đang khép này. Ôi vòng bo khép bên này mà phải cho cái gì kiểu trang trí gì núp cho hay ấy nhở. Không có gì ở trồng cây chúa lên à. Mình định bay lên trên mà không được các bạn ạ. Hey, bây giờ nhá, tưởng. Bây giờ thử thách này, bây giờ nhá. Không, bây giờ từ nhá, bây giờ đánh nhau không chết được đâu. Khổ, đánh cũng không chết đâu, bây giờ nhá. Bây giờ anh ra kèo này, bây giờ nhá, anh sẽ cho này, từ từ. Anh sẽ cho Kiên đây, đừng đánh nhau, lắc lắc lắc. Bây giờ nhá, anh sẽ cho Kiên, Kiên với cả Đức Anh nhá. Bây giờ hai đứa solo với nhau, đây. Bây giờ xem là đứa nào bị đẩy ra khỏi vòng bo trước là thua nhá, ok. Ok chưa? Bây giờ thi xem đứa bị đẩy vòng bo trước là thua. Bắt đầu, đánh nhau đi, hai đứa nhau đi. Kiên với cả Đức Anh để xem đứa bị ra vòng bo trước. Rồi ok, đứa anh thua rồi nhá. Ok, 1-0 cho, 1-0 cho, à, 1-0 cho Kiên chứ nhầm, 1-0 cho Đức Anh chứ, trời ơi. Tại vì biết sao không, tóc mấy đứa kiểu để tóc nó cao quá che mất tên rồi, không nhìn được tên nữa đây này. Mấy đứa để tóc nó che hết tên rồi, chẳng nhìn tên luôn. Đấy, để cái tóc cái đầu nó to quá bị che mất tên các bạn ạ. Rồi lát thực sự, ôi vòng bo nó khét kìa, các bạn nhìn không mày. Bo nó khét thành một cái cuộn bé tí 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 luôn, sợ thực sự các bạn ạ. Trời ơi. Ê, không biết là thần thú có bị mất máu ngoài bom nhở? Miến thắc mắc ấy. Ấy, ôi, các bạn ơi. Wow, bây giờ mèo mẹ mới biết nhá. Thần thú không bị mất máu các bạn ạ. Thần thú không bị mất máu ngoài bom thì vô lý không đấy. Người thì mất máu nhưng mà thần thú là không bị mất máu, nghe thấy vô lý không đấy. Game rất là vô lý luôn. Thần thú là không bị mất máu ngoài bom mà người mới bị các bạn ạ. Xíu nữa có chơi tiếp không? Chắc là có mấy đứa, chắc là có. Có lẽ là có mấy đứa. Ôi. Anh cũng không hiểu vì sao mà thần thú là không bị mất máu mấy đứa mới thế mới buồn chứ. Ờ. Tại sao thế nhỉ? Bạn nào giải thích được thì đừng quên để lại bên phía dưới nhá. Tại sao mà mèo peo mất máu mà thần thú là không biết máu nhỉ? Đấy, con thần thú sống nguyên luôn. Thế mà trong khi nó cắn, ôi trời nó cắn. Nè, tất cả thần thú đều không mất máu các bạn ạ. Thế mới kỳ cho, vô lý, vô lý, vô lý. Ông nào vang mic tắt mic đi á. Có ông Thư này, Quang này, Vi này, đấy ba thanh niên mà mic này đó. Ba thanh niên đang bật mic trong game ấy kìa. Bảo sao lại kêu gì nữa. Ồ trời ơi. Anh em nào bật mic trong game tắt đi nhá. Tắt bớt đi nhá. Ờ. Anh không. Thả chả biết. Ồ nói chung mà cái con map này chơi cũng được. Nhưng mà mỗi tội là không có thời gian các bạn ạ. Không thấy giới hạn thời gian gì cả. Không có chỗ núp. Không có chướng ngại vật gì cả. Nói chung là hơi ít. Ước gì cái map này kiểu một thành phố thì nó vui hơn các bạn ạ. Chơi là vui hơn một chút. Thế cả có một số cái vũ khí nào nhìn xịn xò hơn một chút chứ bắn cái này bắn đến năm sau các bạn ạ. 100 triệu máu thì bắn đến năm sau cũng không chết được đâu, mình nói thật luôn. Khẳng định với các bạn là bắn đến năm sau cũng không chết đâu. Ủa mày gì ấy, cầm kiếm cũng bắn có chết đâu. Bắn đi, bắn đi. Ơ, vừa nãy mình thấy hết đạn này. Ơ, hết đạn mà súng vẫn bắn kìa, lại thử nào. Ơ, hình như súng hết đạn bắn được à? Ô game, uầy, nó không tự thay đạn các bạn ạ, thấy không này. Ơ, hỏi chấm, hỏi chấm, hỏi chấm, hỏi chấm, hỏi chấm, hỏi chấm, hỏi chấm. Kìa các bạn nhìn không? Cái khẩu súng nó cũng giật này đấy. Lacking ở đúng rồi, chắc là do cái map này nhiều màu quá bị lag các bạn ạ. Bây giờ mèo béo mới biết đấy. Nhiều màu quá cũng gây lag các bạn ạ. Uầy, nãy giờ mèo béo mất được 14.000 máu rồi này. Wow. Mèo béo mất được 14.000 máu rồi cũng nhiều ấy chứ. Cố lên anh em còn là 999 triệu máu nữa, cố lên. Còn 999 triệu máu nữa. anh em ơi. Sợ thực sự luôn các bạn ạ. Nói chung thì dạo gần đây mình thấy có rất là nhiều những map kiểu này nhưng mà mình mong mà các bạn đầu tư hơn á, nên đầu tư hơn một chút bởi vì mình thấy cái map này vào có mỗi vòng bo không à. Không là hay lắm, ước gì đầu tư hơn một chút thì hay hơn đấy. Uầy, đứng trong này không mất máu này mấy đứa. Đứng trong vòng bo này không mất máu này. Hô hô. Hô hô. Ô trời ơi, la 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 la. Anh em đâu? Anh em từ từ, bây giờ thử xem là đứng được tối đa nhá. Đứng được tối đa bao nhiêu người trong này để coi xem là đang đang không đẩy nhau nhá. Không đẩy nhau để coi xem đứng được tối đa bao nhiêu người trong này. Anh nghĩ chẳng có 3 người nhỉ. Tức là 3 người đây thôi. Nhờ. Anh em đâu không đẩy nhau, không đẩy nhau. Trời ơi, mình nghĩ tầm khoảng 3 người là căng. 3 người trong cái ô rồi thôi. Trời ơi. Nói chung thì cái map này chơi cũng được, cũng không đến nỗi nào các bạn ạ. Các bạn nên chơi thử nhá. Nhưng mà mong, mình rất là mong cái map kiểu này về sau ấy thì nên trang trí thêm. Kiểu như là bắn nhau cho thành phố với 10 triệu máu chẳng hạn. Hay là có những cái chỗ ấy, kiểu như có những cái cổng mà bay vào ấy là chết luôn ấy. Giống như cái map mà 10 triệu máu hôm trước mình chơi ấy. Đấy, chỉ cần đẩy vào cổng không? Chỉ cần đẩy đối phương vào cổng là tự động chết các bạn ạ. Nói chung thì map này cũng được. Nhưng mà phải trang trí thêm một chút các bạn nhá. Ờ thì thung thì mình thấy như nào ta. Để coi xem cái map này còn gì không ổn không. Vòng bo. Không biết là có chỉnh vòng bo không nhỉ. Mình nghĩ là không chỉnh được cái sát thương vòng bo đâu nhỉ anh em nhỉ. Nếu như mà chỉnh được sát thương vòng bo nó lại bá quá. Hey. Ờ để coi nào, chắc không có gì đâu. Ok rồi. Thì chắc là video xin phép được kết thúc ở đây các bạn ạ.
Cái map này thì chơi cũng chỉ vào để biết thôi, vào để cho biết là xem 100 triệu máu như nào thôi, chứ thực ra cũng chẳng gì chơi các bạn ạ. Ok, thì video xin phép được kết thúc ở đây. Các bạn thấy video này hay và bổ ích đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ video cho bè, đừng quên nhấn vào đăng ký, đăng ký ủng hộ mình các bạn nhớ. Xin chào và hẹn gặp lại.